Kính thưa quý vị, và tiếp theo phần tin buổi tối hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi tin cuối ngày với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quyên và Hoàng My xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến các bạn Hoàng My và Diệu Quyên, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SVTN. Có hai chuyện mà chúng tôi phải thưa ngay cùng với lại quý vị khán thính giả. Trước hết là tôi nghĩ là cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó sẽ giảm bớt đi chứ không có căng như dây đàn. Lý do là tại bởi vì sao? Ngày hôm nay thì tin từ thủ đô Washington cho biết rằng là ông cố vấn an ninh của Hoa Kỳ đã gặp ông ngoại trưởng kiêm ủy viên Bộ Chính trị của Trung Quốc. Hai ông bí mật gặp nhau ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật vừa rồi ở tại Manta. Chắc chắn là câu chuyện liên quan đến vấn đề mối quan hệ giữa hai cường quốc Á Mỹ chắc chắn là phải là đề tài được nói đến. Hiện tại thì vẫn chưa rõ là hai ông bàn với nhau được những gì, hai ông nói chuyện, hai ông nhận được cái hứa hẹn từ phía Washington cũng như về phía Bắc Kinh như thế nào. Nhưng mà người ta tin là nếu mà đã đồng ý gặp nhau như vậy thì cái chuyện sớm muộn gì rồi cũng sẽ cuộc gặp gỡ bí mật này nó sẽ dẫn đến một cái cuộc gặp gỡ công khai khác. Đó là cái điểm đầu tiên mà người ta tin. Người ta cũng nghĩ rằng là chắc chắn là hai bên đã đồng ý sẽ thảo luận với nhau về cái chuyện nối lại mối quan hệ, đặc biệt nhất là quan hệ về quốc phòng. Thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SVTN, tôi tin rằng là cái mối quan hệ đó chắc chắn là sẽ được cải tiến. Và tôi nghĩ rằng là sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ có một cái bản tin chính thức nói về cái vấn đề này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là hôm nay Ngân hàng Dự trữ Liên bang loan báo rằng là thôi, bây giờ tôi tạm thời không có tăng mức tiền lời nữa. Chúng tôi chờ đợi cho đến tháng 11 coi tình hình nó ra sao. Đây, đối với cá nhân tôi thì tôi coi đây là một cái tin vui. Nên nhớ rằng là trong thời Covid, vì lý do Covid, trước đây ngân hàng mức tiền lời của nước Mỹ chỉ là 0,25%. Bây giờ là tăng lên tới 5.4, thành ra là tôi thấy như vậy là đã quá cao. Nhưng mà cao là một chuyện, vẫn không giải quyết được vấn đề lạm phát. Hiện tại bây giờ mức lạm phát đang ở khoảng 4% và Ngân hàng Dự trữ Liên bang nói rằng là cái mục tiêu của họ là phải giảm xuống bớt nữa, xuống còn có 2%. Tôi thì xin phép được thưa như thế này, tôi biết là vật giá leo thang, tôi biết là giá cả, quý vị chắc chắn là quý vị phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể đổ đầy được một bình xăng. Ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi thấy là trước hết là khó để mà có thể giải quyết được cái mức lạm phát xuống còn 2% như ngân hàng chỉ chưa mong muốn. Lý do là bởi vì việc làm chúng ta, cái tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta rất là thấp, thay vì là chúng ta phải đến 9-10% như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang mong đợi. Lý do là tại sao? Bởi vì là cái thị trường lao động của chúng ta còn rất là vững vàng. Chúng ta còn cả chục triệu việc làm, không có người đi làm chứ không phải là thiếu việc làm. Thành ra là bây giờ bảo rằng là tự nhiên cái là mọi người là phải thất nghiệp thì câu trả lời là không, ngoài trừ những người họ không muốn đi làm. Chứ còn nếu bảo rằng là họ bị thất nghiệp thì cái câu trả lời là không có, cái điều đó là cái điều hoàn toàn là không đúng. Thật ra khi bảo không thất nghiệp, họ còn đi làm, họ còn có tiền thì họ còn tiêu, và còn tiêu trong cái giai đoạn này thì thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái chuyện lạm phát leo thang là cái chuyện không thể nào giải quyết được. Đó chỉ là cái nhìn của tôi trong cái vai trò của một nhà báo. Giờ xin phép mình nhấn mạnh, tôi không phải là một nhà kinh tế mà tôi nhìn thấy, và ít nhất là trong cái chuyện này từ trước đến giờ mấy năm nay là tôi đoán hoàn toàn đúng. Thật ra là tôi cũng hãnh diện là cái điều đó. Thôi thì bây giờ hãnh diện hay không hãnh diện, chúng ta phải trở lại cái đề tài cho ngày hôm nay. Xin được trở lại California với lại hai bạn Hoàng My và Diệu Quyên. Dạ vâng, thưa anh, vài giờ trước đây thì ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ để trả lời những câu hỏi của các vị dân cử về trách nhiệm của Bộ Tư pháp và cuộc điều tra con trai của Tổng thống Biden là ông Hunter Biden, cũng như là quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Vậy thì nhận xét của anh Khanh về buổi điều trần của Tổng trưởng Garland là như thế nào thưa anh? Câu trả lời, cái nhận xét đầu tiên là tôi nghĩ rằng là tôi may mắn không được mời làm Tổng trưởng Tư pháp. Nếu mà làm Tổng trưởng Tư pháp thì ngày hôm nay có lẽ tôi tắt thở ngay tại chỗ. Chỉ thử tưởng tượng là họ ở phía bên đảng Hạ viện Cộng hòa, họ mời ông Tổng trưởng Tư pháp liên bang ra điều trần, và sau đó họ đặt những câu hỏi với cái mục đích là tố cáo ông là ông là cái người đã không làm tròn cái trách nhiệm. Ông là người thực hiện cái kế hoạch theo lời chỉ thị của ông Joseph Biden.
Ông là người đã thực bộ tư pháp hiện tại bây giờ có hai cái bộ luật. Một cái bộ luật được áp dụng cho ông Donald Trump và những người ủng hộ Donald Trump, và một cái bộ luật khác áp dụng cho con trai của ông Biden và ông Biden. Tôi phải nói thật rằng là tôi nhìn và tôi nghe thấy mà tôi kinh hoàng chứ không phải là đùa. Họ cứ nhất định họ nói rằng là ông đã làm sai, ông đã làm sai, ông đã làm sai. Trong khi đó thì ông Tổng trưởng ông Garland ngay từ những lúc đầu tiên ông đưa ra hai điều. Ông bảo rằng là trước hết chúng tôi làm việc dựa theo luật pháp và chúng tôi là không nhận chỉ thị của bất cứ ai. Chúng tôi không làm trách nhiệm của tôi không phải là làm chúng tôi phải làm hài lòng tổng thống hay làm hài lòng quốc hội, mà chúng tôi chỉ làm việc theo luật pháp. Ông cũng nói rất là rõ ràng, ông bảo rằng là tôi không hề nói chuyện với tổng thống và tổng thống cũng chẳng chỉ thị cho tôi là phải truy tố người này hay là truy tố người khác. Tổng thống cũng không không hề làm, không có làm cái điều đó. Và ông nói rõ ràng là những cái quyết định truy tố ông Donald Trump hoặc là truy tố con trai của ông Biden về những tội danh gì là cái quyết định của hai người mà ông chọn để làm công tố viên đặc biệt. Ông bảo các vị công tố viên đặc biệt có toàn quyền muốn làm gì mà họ có trách nhiệm của ông là chỉ hỗ trợ cho họ. Họ bảo là họ cần cái này thì là ông giúp, họ cần cái kia là ông giúp. Tức là ông chỉ giúp cho họ để họ làm cái công việc cho nó thuận lợi và cho nó tốt đẹp hơn. Và ông nói rõ ràng tôi cũng không nói chuyện với họ. Cái quyết định họ họ truy tố hay không truy tố là quyết định của họ chứ không phải là quyết định của Bộ Tư pháp. Thành ra là bởi như vậy, thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi một lần nữa tôi thú thật là tôi nhìn thấy như vậy thì tôi thương cho mọi ông. Một ông chánh án mà tôi ở Washington DC, hồi đó ông làm chánh nhất ở tòa liên bang ở tại thủ đô Washington DC, được tất cả mọi người quý trọng, kể cả những người của Đảng Cộng hòa. Nhưng mà bây giờ ông đi ra, tôi nhìn thấy là người ta tố cáo, người ta kết tội ông, truy tố ông về những cái điều mà tôi thấy hoàn toàn là vô lý. Nhưng mà ít nhất thì tôi đã thấy là ông làm tròn trách nhiệm. Ngay từ những giờ phút đầu tiên cho đến giờ phút cuối cùng, ông đều nói chúng tôi làm là theo luật pháp, chúng tôi không nhận chỉ thị của tổng thống để phải truy tố người này hay người khác, và chúng tôi không nhận chỉ thị của quốc hội để mà truy tố người này hay người khác. Quyết định đó là quyết định của những người thực hiện cuộc điều tra. Thành ra là tôi mừng, tôi thấy ông Garland làm tròn cái vai trò trong cái cuộc buổi điều trần ngày hôm nay, và tôi cũng mừng cho cá nhân tôi là may quá ông Biden không chọn mình làm tổng trưởng tư pháp liên bang Hoa Kỳ. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thưa chú nghĩ tình trạng không tin tưởng nhau sẽ kéo dài tới đâu ạ? Tôi nghĩ rằng là cho đến giờ phút này thì tôi thấy chắc chắn là như vậy. Tôi thấy là các vị dân biểu ở ở Ủy ban Tư pháp họ mặt thuộc Đảng Cộng hòa, tôi thấy họ tới tấp, họ lên họ họ lên tiếng, nghĩa là họ tấn công ông Garland. Cái tấn công đó là tấn công càng mạnh bao nhiêu thì cho chúng ta thấy là cái sự không tin tưởng, ít nhất là họ không tin tưởng, chứ tôi không dám nói là họ có lý do, họ chưa có lý do nhưng mà không tin tưởng. Nó mỗi một ngày nó một nhiều. Tôi phải có một cái danh từ mà ở bên tiếng Anh của các nhà báo bên tiếng Anh là cái chữ grill, tức là họ nướng ông ta. Nhưng mà tôi thấy rằng là ông Garland rất là hay, càng già càng dẻo càng dai. Thành ra là nướng ông là một chuyện, nhưng mà có ăn thịt được ông hay không lại là một cái chuyện khác. Nhưng mà đúng chính như là chị Hoàng Vy đặt câu hỏi rất là hay, như vậy thì bao giờ người ta mới ngừng tin tưởng lẫn nhau? Tôi nghĩ là cái chuyện này là chuyện còn kéo dài, và tôi tin chắc chắn một điều là những người mà đã không tin tưởng ở ông và lại ủng hộ ông Donald Trump thì bây giờ có ông trời hiện ra bảo rằng là ô ông này làm đúng chứ không làm sai, họ cũng vẫn không tin là không tin. Thưa với lại chị và mình, Thưa anh, còn về vấn đề điều tra con trai của ông Joe Biden là ông Hunter Biden, thì anh Khanh dự đoán kết quả sẽ như thế nào vậy anh? tôi dự đoán cảm ơn chị Diệu Quyên đã đặt ra câu hỏi này. Tôi còn nhớ có một lần tôi có nói chuyện với lại các anh chị ở trong đài, tôi có bảo rằng là cái dự đoán của tôi là cái kết quả nó không được nhiều như người ta nghĩ đâu. Lý do là tại sao tôi nói như vậy? Lý do là bởi vì là ở trong cái cuộc họp báo cuối cùng trước khi rời khỏi chính trường Washington DC, ông Tổng trưởng Tài chánh William Barr là người là do cựu Tổng thống Donald Trump đề cử. Ông William Barr có nói rõ một câu, khi mà người ta hỏi ông này là thế ông đừng có lập một cái ủy
ông có đọc một cái công tố viên đặc biệt, ông có chọn ai làm công tố viên đặc biệt để điều tra cái vụ Biden, con trai ông Biden hay không? Ông William Barr trả lời, câu trả lời của ông là một chữ no, không, no, không, no, không. Và nếu mà ông tổng trưởng tư pháp mà Cộng hòa mà đi liền mà nói vậy thì tôi thấy rõ ràng, tức là cái kết quả nó không có gì cả. Cái phải nói cho đúng là như thế này, ông này có lỗi, chắc chắn là tôi tin là ông Hunter Biden là có lỗi, tôi tin chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cái lỗi nó không to đùng như là người ta nghĩ. Người ta cứ nghĩ rằng là anh này là một trái bom tấn ở ở chiến trường của Hoa Kỳ. Tôi thì tôi thấy là cái kết quả như vậy là không. Hiện tại bây giờ chỉ thấy rõ ràng là người ta chỉ truy tố ông này về ba tội, về cái tội là khai gian khi mà mua súng được vân vân và vân vân. Nên cái tội này thưa với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, nên nhớ là tội hình sự ông này đó là một tội hình sự, nhưng mà tội hình sự nó chia làm hai loại, một loại là tội tiểu hình và cái phần còn lại là phần tội đại hình. Tội tiểu hình thì có lẽ cũng chỉ thời gian sau rồi là xong, chứ không phải là cái tội đại hình, đại hình mà như người ta trông đợi. Đó là cái nhìn của tôi thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Cảm ơn SBTN. Thành. Cảm ơn. Thưa chú, thế thì người dân Hoa Kỳ nghĩ gì khi xem và sau khi xem buổi điều trần được chiếu trực tiếp trên TV ạ? Tôi thấy rằng là trong cái buổi điều trần này, tôi nghĩ rằng là người dân Hoa Kỳ, những ai mà tin thì họ thì vẫn tin, những ai không tin thì họ sẽ tiếp tục là họ không tin. Nên là tôi đã trình bày qua một cái câu hỏi mà lúc nãy chị đặt ra, tức là cái chuyện là họ sẽ không còn tin nhau, nhưng mà họ không tin nhau là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mà cuối cùng là họ không tin cả về hệ thống tư pháp thì cái chuyện này là cái chuyện rất là buồn cười. Nên nhớ rằng là hệ thống tư pháp của nước Mỹ không không hẳn hoàn hảo, nhưng mà đây là cái hệ thống tư pháp mà chúng ta hãnh diện, và cũng chính vì cái hệ thống tư pháp như vậy mà có cái lượng có cả triệu người Việt Nam xin tị nạn chính trị ở tại nước Mỹ. Chúng ta phải phải nhìn nhận rõ ràng là như thế. Tôi thấy một chuyện nữa mà tôi cũng phải xin thưa ở đây là tôi thấy là những người khi mà ông Biden vào tòa Bạch Ốc thì là ông Garland được chọn làm tổng trưởng tư pháp, thì là ông có những cái quyền quyết định là thay đổi tất cả những người những công tố viên, nhưng mà ông quyết định là ông giữ lại mà những người nào mà đang thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến ông Biden, liên quan đến con trai ông Biden, liên quan đến gia đình của ông Biden. Một trong những người được giữ lại là ai? Là ông White, là ông hiện tại bây giờ đang điều tra con trai ông Biden. Ông này đã từng điều tra con trai ông Biden, là ông này là trước hết ông White là người của Cộng hòa, là người của Tổng thống Donald Trump đề cử. Toàn cũng là thời gian từ thời ông Donald Trump là ông này đã điều tra con trai của ông Biden. Thành ra là bởi như vậy, tôi nghĩ chỉ có nghĩ như thế này. Nếu mà lúc đó mà ông Garland ông quyết định ông bảo không, tôi không giữ ông lại, bởi vì ông là người của thì chắc chắn người ta bảo thấy chưa đó, và phải đổi ngay người người điều công tố, là bởi vì sao, là phải tìm cách để bênh vực cho gia đình Biden. Bây giờ ông giữ ông lại nhưng mà cái kết quả của cuộc điều tra không được như ý thì người ta bảo thấy chưa, phải chỉ thị cho bên công tố là điều tra chút chút thôi, đừng có để cho nó trở thành tội đại hình. Thành ra rốt cuộc sau chuyện nào thì cũng là chuyện lỗ lã cả, và cái lỗ lã đó là cái lỗ lã cho hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Tôi thấy đó là cái điều đáng tiếc, thưa với lại chị Hoàng Minh. Vâng, xin cảm ơn chú Nguyễn Văn Khanh rất là nhiều và hẹn gặp lại chú trong chương trình ngày mai. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình bản tin tối của đài truyền hình SBTN cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Xin kính chào quý vị.